Em này hàng tuyển nha anh em. Bản đặc biệt ha, một thiết kế đặc biệt của dòng quân đội Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai đó anh em. Đây là dòng 1941 replica nha anh em. Và điều đặc biệt của em Zippo này là hãng chế tác những đường nét hoa văn cổ điển ở mặt trước. Chạy viền xung quanh là hình tượng cái viền lắc vàng nha anh em. Em này hàng độc lắm, anh em trên tay rất là mạnh mẽ ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn của mình ha. Nay mình giới thiệu với anh em Zippo 1941 replica quân đội Mỹ nha anh em. Với bản lề 4 chấu, bánh xe sỏi chỉ và một đáy ba hàng chữ. Hai cạnh bên là cạnh vuông, đặc trưng của dòng quân đội Mỹ replica nha anh em. Anh em nào yêu thích dòng quân đội Mỹ replica này, thử em nói về chơi hay làm quà tặng quà biếu cũng rất là hay đó anh em. Em nói zin hết nha, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. New full box luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn nha, để tiện lựa chọn giao lưu các dòng Zippo bên mình. Còn số điện thoại mình để trên tựa đề clip nha, 0909 828 779 nha. Anh em nào có duyên rước em nó cứ liên hệ trực tiếp mình nha. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước với anh em ha. Bản lề 4 chấu ha anh em. Đẩy em nó đẩy ba hàng chữ ha. Hàng zin nha anh em. Chính hãng Zippo Mỹ ha, chưa hề đụng chạm gì tới hết. New full box luôn. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em cứ vô trang Facebook mình, click vô đường link mình để vô mô tả, anh em vô xem. Mình luôn luôn giới thiệu với anh em hàng xịn nha anh em, uy tín với anh em, nào giờ anh em yên tâm nha. Mình giao toàn quốc luôn, chia lửa với anh em toàn quốc luôn nha anh em. Anh em nào kết em nó cứ alo mình. Hàng xịn nha. Anh em chơi hay làm quà tặng quà biếu cũng rất là hay đó anh em. Replica 1941 dòng quân đội Mỹ nha anh em. Và đặc biệt là hoa văn nó rất là nghệ thuật anh em. Rất là tỉ mỉ chi tiết ha, hàng khắc rất là tỉ mỉ. Rồi, anh em nào kết em nó thì liên hệ trực tiếp mình nha. Số điện thoại mình để trên tựa đề clip nha anh em. Hàng full box. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn nhiều sức khỏe ha. Luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc may mắn. Tạm biệt anh em.